Chồng con danh hài Việt Hương quyết định về Việt Nam đoàn tụ gia đình sau biến cố của nghệ sĩ Chí Tài. Nghệ sĩ Việt Hương cho hay, anh Hoài Phương và con gái đã quyết định về Việt Nam trong thời gian gấp rút. Khi mua được vé máy bay, anh và bé Elisa chỉ có vài ngày để chuẩn bị. Vì vậy, hai ngôi nhà của Việt Hương ở Mỹ hiện vẫn để trống chưa kịp cho thuê. Hoài Phương và Việt Hương kết hôn năm 2005 nhưng luôn sống xa nhau. Mỗi năm Hoài Phương thường đưa con gái về nước thăm mẹ khoảng 1-2 tháng, rồi trở lại Mỹ tiếp tục cuộc sống ở xứ cờ hoa. Lần này anh và con gái sẽ về nước sống hẳn. Quyết định này diễn ra nhanh chóng. Ban đầu khi Việt Hương đề nghị, anh không đồng ý vì đã sống ở Mỹ 26 năm. Sự thay đổi của anh xuất phát từ việc phải chứng kiến nhiều mất mát, trong đó có sự ra đi của nghệ sĩ Chí Tài đã ảnh hưởng rất nhiều tới anh. Dịp trước Tết anh phải lo và dự đến 6 đám tang ở Mỹ, có quá nhiều sinh ly tử biệt. Dịch bệnh không biết đến khi nào kết thúc. Hơn nữa ở Việt Nam, mẹ anh đang yếu như chuối trên cây, vì vậy chúng tôi muốn ở bên nhau. Danh hài Việt Hương cho biết, tôi kết hôn với anh 15 năm, nhưng chỉ có 7 năm gần nhau. Vì vậy khi anh quyết định về Việt Nam ở hẳn sau ngần ấy năm, tôi muốn sắp xếp cuộc sống cho hai cha con ổn định trước. Sau Tết, vợ chồng nghệ sĩ Việt Hương đã khai trương một showroom mỹ phẩm ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Phương sẽ đảm nhận vai trò quản lý cơ sở này. Vì trước đây anh thường theo dõi tình hình kinh doanh của công ty từ Mỹ bằng hình thức online. Việt Hương cho biết thêm, anh Phương và tôi đã làm nghề nhiều năm rồi. Anh đã hòa âm rất nhiều cho trung tâm nhạc, đi biểu diễn khắp nơi. Vì vậy chúng tôi không đặt nặng việc chạy show nữa. Vừa qua có hai dự án mà anh làm đạo diễn âm nhạc, nhưng anh đều từ chối. Chồng của Việt Hương cho biết, anh chưa có ý định hoạt động nghệ thuật tại Việt Nam vì thị trường âm nhạc tại quê nhà còn rất lạ lẫm. Tuy nhiên, anh sẽ dành thời gian tìm hiểu và cân nhắc về việc này. Tuần trước, Hoài Phương đã đến thăm phòng thu của nhạc sĩ Đức Trí. Mới đây, vợ chồng Việt Hương cùng tham gia show từ thiện Cơ hội đổi đời. Việt Hương cho biết, với những show từ thiện như vậy, chúng tôi không ngại khó, ngại khổ, càng không đặt nặng tiền bạc. Đưa một show như vậy, tôi còn bỏ thêm tiền túi. Con gái của danh hài Việt Hương và chồng là bé Elisa, 12 tuổi, rất hào hứng khi cùng ba mẹ tận hưởng cuộc sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Hoài Phương cho biết, con gái anh mê đồ Việt và có tính cách hòa đồng nên dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Con gái tôi ban đầu không quen, khi nghe tôi nói chuyện về Việt Nam còn chảy nước mắt. Elisa sợ về nước, nói chuyện mọi người không hiểu, lo lắng thầy cô và bạn bè mới. Tôi hứa với con cứ về nước một thời gian, nếu không hợp thì cha mẹ tính đường khác. Hiện tại con gái Việt Hương học ở trường quốc tế. Một tuần đầu Việt Hương đưa đón cho bé đỡ bỡ ngỡ. Tuy nhiên bước sang tuần thứ hai, bé đã nói có thể đi mà không cần mẹ đưa đón. Nhiều khi Việt Hương bận công việc, đi quay thì sẽ có bà bếp, trợ lý và tài xế thân thuộc đưa bé đi học. Ở trường quốc tế các bé nói chuyện bằng tiếng Anh nên con gái Việt Hương hòa nhập được ngay. Cái quan trọng là trước đây bé sống ở môi trường Mỹ nên tự lập, được dạy những cái tự nhiên chứ không bắt mình phải theo bé. Hiện tại bé Elisa đang theo học tại trường quốc tế TIS. Được biết mức học phí dao động tại ngôi trường này từ 289 triệu đồng đến 631 triệu đồng một năm, tùy theo từng cấp học. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Các bạn đừng quên ấn like, share và để lại bình luận của mình. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.